Và xin chào đón quý vị và các bạn trở lại với Bonsai Chiến Sự. Và như vậy xin gửi đến quý vị và các bạn một tiết trời của mùa thu thật là tuyệt vời. Bắt đầu ngày hôm qua là ngày lập thu rồi các bạn, và đây cũng là cái thời điểm mà cho chúng ta có thể làm cây là tuyệt vời nhất. Bởi vì sau mùa hè cũng là những cái mùa cây phát triển, thì mùa thu cho chúng ta một cái sự dịu mát hơn so với mùa hè, và đó cũng là cái lý tưởng để khi chúng ta lọc cây các bạn nhé. Cây dưới này thì Tiến Sự cũng định hình cái phôi cách đây khoảng 5-6 tháng, và hôm nay thì sau khi anh di chuyển về đây thì Tiến Sự sẽ định hình về tay cành các bạn. Đối mai về đây xem nào. Hôm qua có cái xem có đai chưa? Chưa có thì đây vít cái thằng này ra này. Chúng ta phải có một cái tay ở vị trí này để cho nó giảm cái thân chiều nó bị dài các bạn. Đấy đai nó vào. Sau khi chúng ta cũng cần phải lấy cái cung thì chúng ta vẫn phải đi dây một chút các bạn. Nhưng mà dưới thì các bạn biết là nó cũng rất là nhanh cái vấn đề ở tay cành. Do đó thì khoảng 2 tháng rưỡi hoặc 3 tháng tùy theo cái sự chăm sóc thì các bạn có thể tháo dây ra để cho nó lớn. Tránh tình trạng là bị chúng ta để lâu quá nó sẽ bị lằn vào trong cây thì cũng không tốt. Đỡ vào cái chân của nó toác rồi đấy, cho nó vuông ra. Dưới thì dễ có thể lên được mầm các bạn. Chúng ta cũng có thể muốn có tử ở khu vực nào thì các bạn có thể là hé hé nó ra, hé hé cái rễ ra, rồi các bạn có thể là vị trí đó nó sẽ lên mầm. Chúng ta muốn có bao nhiêu con tử cũng có thể dưới chúng ta có thể thực hiện được. Cái này lần trước quên đây này, quên không tháo thép được là để lâu quá cũng không tốt các bạn nhé. Khi mà chúng cái điểm này các bạn thấy nó cũng bị thoát nữa, chúng ta có thể đưa một cái tay để cho nó nở ra, và khi mà
ok rồi thì chúng ta có thể bỏ cái mầm này đi cho nó mở mở cây. Từ từ nha, xem có cái ngọn đâu. Xem cái tay dưới nó chỗ nào. Từ từ ghế sang đằng này em lấy nhá. Bởi ghế đó. Anh cắm một con thép thì làm một con tử chỗ này. Chỗ này chúng ta sẽ làm một con tử để cho nó cái thân này nó không bị thô các bạn nhé. Rồi, chúng ta sau này chúng ta sẽ mở một cái tay về đằng này nữa. Cái này đi. Chỗ này có một tay đúng không? Một tay rồi. Cắt sát à? Ok. Dọc cái thằng này đi để kéo sẹo thôi. Dọc cái thằng này đi. Quay vít nó xuống. Kéo nó tắt ở đây. Cho một cái thép ấy trong vít này xuống. Ngắn lên ra mà. Cái ống nhựa chỗ nào đây, cho một cái buộc vào đây. Anh Mai xem cái ống nhựa chỗ nào.
Cái này uốn cung để cho nó còn đừng cắt, cho nó to để cắt lần sau cắt. Rồi anh Nguyên xong bộ cái này đây. Lấy một cái đinh đóng vào đây. Lấy đinh đóng này hả? Khỏi ra đây đây. Đinh quá rồi. Mày mày mượn cái búa. Bình ơi. Búa chưa? Đây 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 đây. Chưa đoạn dây. Đây dây bé cái đó. Ở dưới này bệ còn rất là đẹp các bạn nhé, đúng một tiêu cây tiêu chí gốc bồ gọn chỉ. Ở đây thì Tiến Sự đang xây dựng một con tử phía này để cho nó phụ họa cho cái thân chỗ này các bạn, phụ họa đó. Và trước thì nó có những cái cành ở chỗ này, nó có một cành ha, một tức là nó có nhiều cái đường đi lên 1, 2, 3, và Tiến Sự đã quyết định cắt đẩy cổ ngọn sang bên này các bạn nhé. Ở đây chúng ta đã có được cái tay này, sau này nuôi cái tay này nó to ra một chút nữa thì cái vị trí này rất là đẹp. Cây cũng rất là vừa vặn các bạn, nó khoảng dưới 2 mét, sau này hoàn thiện trên 2 mét. Cốt rất là vừa vặn. Không, mặt trời mặt kia. Mặt kia. Mặt đây đúng mặt luôn. Mặt này cũng đẹp nhưng mà cái này nó hơi cùi vào mặt. Nó ưỡn ra. Chúng ta tìm cái mặt hõm để chúng ta thiết kế mặt tiền thì nó có cái độ hút hơn các bạn nhé. Rồi, Tiến Sự thực hiện video này tại xã Yên Lương, Ý Yên, Nam Định. Cho một anh bạn. Anh bạn là xấu hổ không lên truyền hình. Xin cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại trong những video sau.
Thank you.